có gì đâu học, nó nhảy xương chụp x-quang lên thôi. Người ta đồng nghĩa hóa cái chuyện chụp x-quang. Tôi đi nói của hai trong các hội nghị buổi trước, bác sĩ Đức tôi đây báo cáo tôi nói vậy. Trong cái phim đang gửi em ra, nhất là bây giờ em ra hay xin gửi cho đồng nghiệp mình, bảo toàn ơi mày coi cho tao thì cái này có mổ không mổ. Tức là người ta đồng nghĩa hóa cái hình ảnh này với cái chuẩn đoán và cái kết luận cuối cùng của sự điều đó sai. Ví dụ sau này các em có thể làm thâm nhập nha, có thể làm chuyện đoán ảnh, các em không bao giờ được phép chuẩn đoán cái này siêu âm, chuẩn đoán bình thường không được. Siêu âm với hình ảnh này tay có sai, phim có sai đúng không? Nghi ngờ hoặc là về hình ảnh học, tôi nghi ngờ cái này bình thường. Còn ai là người quyết định bình thường? Bác sĩ lâm sàng. Phải nói cái điều đó tại vì thế này này, bây giờ nó thành một cái trào lưu mà nó cần lâm sàng hóa bác sĩ lâm sàng. Tức là vào không khám gì cả, không xét gì cả, đặt bút kê các xét nghiệm cộng lâm sàng, dùng các xét nghiệm đấy để định hướng cho chuyện chuẩn đoán của mình, mà không có một cái tư duy về lâm sàng thì cực kỳ rất nhiều đảm bảo chưa. Cái bài này nó có các ba mục tiêu: nắm được vai trò các kỹ thuật hình ảnh trong chuẩn đoán bệnh cơ xương khớp, phân tích và đánh giá cơ bản các phim x-quang gãy u viêm xương, nhận diện được một số bệnh lý x-quang khớp. Chưa? Đó sáu cái nội dung mà cần trao đổi với các bạn. Tất cả trong sách có hết rồi. Các kỹ thuật hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý cơ xương khớp. Bây giờ nếu nói về hình ảnh trong chẩn đoán cơ xương khớp thì theo các em có những cái hình ảnh gì? À, cái màu cuối cùng mà cái kính cái ví tôi vừa rồi tôi đưa cho bạn. Đó, đúng rồi, biết không? Biết không? Đây theo em thì nếu mà các kỹ thuật hình ảnh trong chẩn đoán bệnh cơ xương khớp thì theo em còn gì? Các kỹ thuật có nghĩa là hơn hai rồi, tức ý như hơn một nhưng mà một cái mic nữa mà ta, tôi nhớ đây có hai cái mic, đúng rồi. Nào, trả lời được không em? Isman ở City, City là thành phố à? CT scan là viết tắt của từ gì em? Chuyển cho người bên cạnh cứ chưa trả lời được câu hỏi của mình và đứng im, nó chưa được ngồi xuống. Tôi đi học trường thường tôi ngồi bàn tập bạn. Nghe nghe nó không? Chuyển cho người bên cạnh kia em. CT scanner là gì em? Con. Cái gì? Computer, tomography, scan gì? Scanner có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì em? Máy quét nhiều lắm không phải. Nếu em nói máy quét nhiều lắm, em xin nhầm với một cái phương tiện chuẩn đoán kích thước. Em đứng lên, em chưa trả lời được, chuyển cho người bên cạnh. CT scanner là gì em? Bạn nói là computer tomography scanner có nghĩa là gì? Em cũng không biết thì chuyện gì được tiếp theo. Từ nhà tới từ nhà phước biết được thì kẻ được rút ngồi xuống. Chụp cách lớp điện toán. Em được ngồi xuống nhưng chưa cứu được ba người này được tiếp theo. Chụp các lớp vi tính. Đứng đây. Người tiếp theo. À, trong cái đơn giản nhất ai cũng biết các bạn ơi. Nếu mà không dạy tôi đâu tôi chốt tôi chuyển sang em trở thành bác sĩ. Rồi sang em là chụp CT. Như vậy là vừa rồi chụp CT. Thường cho làm sao tại CT, CT là gì? CT thành phố à? Chưa luôn hết chính xác. Tiếp theo.
về những gì tiếng Anh là tomography là hình ảnh học đó, đúng không? Còn bạn kia lúc nãy nói là chụp nhiều lớp, đúng không? Lát mình sẽ nói một cái nhiều lớp. Em chưa trả lời được, xem em muốn đứng lên. Em trai, em chưa trả lời được, xem được như con số 1. CT scanner, nhưng mà CT scanner có nghĩa là gì? Thì đa phần là nó là chụp cắt lớp. Chưa hết, tiếp đi. Dùng tia phóng xạ rõ rồi. Dùng máy tính rõ rồi, dùng máy tính nó làm gì? Bạn này nãy nói một câu, nói trước em đưa lại cho bạn đó đi. Em nói là máy tính nó làm gì? Xử lý hình ảnh, xử lý như thế nào? Xử lý là làm sáng lên, làm tối đi, xoa cái mặt lên đây thì bụng này thành điểm đẹp như là có gì gặp ngoài không được, không nhận được bạn ấy. Đấy cũng là một xử lý bằng áp, đúng không? Có phải gì không? Đúng không? Xử lý bằng máy tính thì có rất nhiều công cụ phần mềm để xử lý. Thế nó xử lý cái gì? Tiếp tiếp nhanh lên đừng để mất thời gian. Có những phần mình lướt qua nhanh nhưng có những phần buộc phải rất chậm lại để mình hiểu. Sao? Dạ, cái này là sử dụng máy tính để dựng hình ảnh 3D của cái dựng hình ảnh là đúng, 3D chưa đúng. Sau này là thế hệ sau nó phát triển ra. Đứng lên, đứng lên. Đang quằn ở chỗ câu là xử lý cái gì? Kỹ thuật này sẽ thu được cái hình ảnh của 2 chiều và hoàn hay dựng hình 3 chiều. Tiếp đi. Tiếp đi. Cái gì em? Em hỏi là đang nói là cái gì vậy? Cái từ đầu em nãy giờ em đang bị suy nghĩ về cái gì? Em đang xác hiểu là cái ý của bạn. Là sao? Là nó sẽ chụp những cái 2 chiều và hoặc là 3 chiều. Chị chịu tức cái kia. Mình đang hỏi cái gì các bạn? Đang hỏi câu gì rất được. Xử lý cái gì? Máy tính nó có vai trò gì trong cái trường hợp xử lý CT scanner này? Nó làm đẹp hình ảnh, nó làm cho thay vì mặt rô thì khỏi mặt rô, mặt rỗ khỏi mặt rỗ, ai cũng đẹp hay sao? Dạ, thì ví dụ như nó cắt một lát vậy thì khi mình chụp thì nó sẽ ra cũng nhiều cái hình ảnh, thì máy tính nó phải ghép lại những cái hình ảnh đó. Dừng lên một em chưa xong. Tiếp. Bây giờ mà có tốc độ 5G trang biết đâu, không hiểu nổi đâu. Chắc chắn tại vì là tôi là một sinh viên công ty mà. À, không chưa nghe. Chép lại nhé. Ghép lại là dừng lại.
và xử lý kỹ thuật số để xử lý cái gì? À, xử lý các lá cây. Tiếp. Các em sợ không có không? Nhanh lên, chứ nếu không mình chạy buổi sáng mình đi học bộ cái city. Dạ, em cũng mới chỉ từ trường kia nha các bạn. Tiếp tục thôi. Thành phố city rồi. Tái tạo bằng cái gì ba chiều không đúng? Bản chất city ban đầu không có tái tạo những hình ảnh ba chiều. Sau này mới có city dựng hình thì mới bắt đầu là thế hệ sau của city thì nó mới có những hình ảnh 3D. Đang ở nói ở đây là city là dùng kia phóng xạ đúng, qua máy tính dựng lại hình ảnh và xử lý cái gì? Tiếp. Dùng để tái tạo lại cái hình ảnh của cái bất thường trong vật lý. Em này mai mốt làm chính trị rồi, có thể làm bí thư lãnh ủy được rồi. Tôi tới tôi phát biểu một cái hội nghị, nghe báo cáo xong mình sẽ phát biểu gì các bạn? Thay mặt ABC gì đó, rất hoan nghênh. Mặc dù trong năm qua các đồng chí đã rất nhiều khó khăn, nhưng đã đạt được những thành tích hết sức ấn tượng. Tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo các đồng chí. Tuy nhiên, về những khó khăn thì các chị cố gắng khắc phục phấn đấu, ai phân xin đây rồi. Đi đâu nói lắm rồi. Đó là câu chuyện có ông, ông cũng cứ cái tầm cái tờ giấy đó, cứ đi qua chỗ này phát biểu. Thế ông tới tổng cục dân số, thì ông lại phát biểu rút trăm của bên chủ đoàn thanh niên. Thì bị khách thơ lắm mà. Xong rồi tới chủ đoàn thanh niên, mọi người cười lặng đó. Tiếp tiếp. Đứng lên. Sắc nét thì đó không phải là xử lý. Sắc nét thì chỉnh lại thôi. Thì các em nhớ một cái điều. Tiếp đi. Có ai trong này chưa tới lượt mình nhưng cảm thấy mình là có phát kiến vĩ đại, mình vô tay lớn cứu mọi người ngồi xuống. Không biết cái gì đẹp lắm chị luôn. Thầy em biết đâu, bắt anh hùng cứu nhân loại. Kịch bản phim của Mỹ. Lúc nào cũng sẽ tìm một anh hùng. Bạn này bạn còn mơ màng mức độ không biết bạn này vô đây đang trong đầu đang suy nghĩ. Chưa được 10 điểm nhưng là tôi khắc khe lắm thì cũng cho ba cái ngưỡng đề nghị có thể là chào tay có thể bạn đã chưa hiểu hết lý do những cái em này. Chọc nó quét nó cắt lớp rồi, nhưng làm sao nó phân biệt được giữa xương với cơ với gân, giữa mô mỡ với lại phần mềm mô mềm của mình khác, thì dựa vào đậm độ cảm quan người ta tính bằng cái gì, độ gì, độ skill. Và nếu như một phim CT chuẩn thì nó sẽ cái thước đo độ skill bên cạnh. Trong đối quan bình thường thì người ta đo bằng độ cảm quan, nhưng trong máy, trong chụp các lớp vi tính người ta đo bằng độ skill. Chính vì vậy nó cũng cùng tiến, nó cùng tiến với quan, nhưng tại sao ít quan khi chụp ra là còn xương với lại còn đen chắc chắn thôi, nhưng tại sao CT nó chụp được không anh? Tại vì nó xử lý thay vì thằng kia là yes no, thì thằng này nó là yes. Giết 1, giết 2, giết 3, không 1, không 2, không 3, không 4, không 4. Giống như các em nghe nhạc MB3, MB4 đấy. MB3 các em nghe không hay bằng nhạc thường thường. Tại sao? Tại vì thế này. Giống như hệ đếm thập phân thì mình có tất cả từ 0 tới 10. Ví dụ bây giờ tôi chấm các em điểm theo hệ số thập phân, tức là tôi chấm từ 0 điểm tới 10 điểm thì cái mức độ phân loại nó sẽ tốt hơn, nó sâu hơn. Còn tôi chấm các em theo hệ số nhị phân, có nghĩa là sao ạ? Không điểm là một điểm, không điểm là một điểm. Có biết là nhị phân không? Máy tính nó làm cho kiểu đấy. Tại sao nó làm cho hệ nhị phân? Cho nó dễ nhập dữ liệu. Thế thì em nhập là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Thì em chỉ nhập là
cộng trừ cộng là không, trừ là một, ví dụ vậy. Yes no, yes no, yes no thì nó nhập nhanh hơn và nó gộp lại. Có bị một vương này đó. Cho nên tại sao em nghe em 13, em 14, em nghe âm thanh nó không có hay, còn các cung bậc nó không chia ra hết được. Nếu tôi chấm điểm cho em từ 1 tới 9 thì rõ ràng tôi phân loại ra rất nhiều. Các em thì được 1 điểm, các em thì được 2 điểm, trên 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm. Còn nếu tôi chấm từ hệ gì không thì các em chỉ có 0 có 1 thôi. Nếu mà 11 là 2 điểm này, tôi đứng lại gặp con nha. Được chưa? 0, 1, 0, 1 thôi. Em này 0, em này 1, em này 1, em này 0, em này 0, em này 1. Như vậy cái mức độ phân loại nó sẽ kém hơn. Đúng không? Thì cái này đã giống như Swan rồi. Cái này là giống như CT scanner chụp các lớp tiền toán đó, và chứng hình dựa trên cái độ phosphine. Chính vì vậy nó cũng cùng tí thôi, nhưng qua nhờ cái vi tính xử lý mà nó phân biệt được rõ. Không chỉ có là xương với lại phần mềm đó, mà trong xương thì chỗ nào xương kề đặc hơn, còn mềm thì chỗ nào là dịch lạnh, chỗ nào là gân, chỗ nào là cơ, chỗ nào là dây chằng, vân vân, thì CT nó sẽ góp phần được phần đó. Được chưa? Đấy là sự khác biệt, mặc dù cũng dùng một tí. Được chưa? Thế sau này nó mới tiến bộ lên, nó mới là CT đa giác chắc multi slide để làm gì? Để khắc phục những nhiều điểm mà thằng CT nó đem lại. Nó có rất nhiều điểm rồi sau cái spiral, nhưng mà nó chưa có, nó vẫn còn những khuyết điểm. Như vậy các em đầu tiên em sẽ thấy hình ảnh đầu tiên sơ khăn tại Swan cũng cùng ứng ứng dụng TX thì nó tiếp tới là CT scanner chụp các lớp dự thật được điện toán và dựng hình qua xử lý mấy cái lớp. Sau đó thì đa giác cách tức là multi slide và dựng hình. Tại vì thằng CT bình thường nó cũng chỉ là không gian hai chiều thôi. Được chưa? Nếu chuyển sang một phương pháp thì con khác sau này là MRI thì lại hoàn toàn không đúng được nguyên lý đó. Vì sao? Cái mic của tôi đang nằm ở trong cái mic. Ok, mời em hiểu gì về MRI? Xong chưa? Mình xong cái cơ bản nguyên thủy của mình bao giờ rồi? Khi nào có em phát triển rồi nó có một cái CT kiểu gì đó nữa, vừa 3D vừa multi slide, còn ưu điểm nhược điểm của nó là cái gì? Em về nghiên cứu. Trên giữa những cái này thì người ta bổ sung cái này nữa, mà chưa xuất hiện cái ông CT scanner là chưa xuất hiện cái ông computer tomography hết, thì người ta có làm gì hỗ trợ cho bằng cái gì? X quang có bơm thuốc cản quang, X quang có tiêm thuốc cản quang, X quang có bơm khí vào, X quang có đủ thứ lung tung. Gơm, cơm, ví dụ đây là cơm, đây là gạo, thì đây là cơm. Cơm xong người ta nấu cơm ăn với xì dầu thôi. Để xong người ta lấy cơm với xì dầu nóng ngon, người ta mới làm thịt nè, rau nè, dưa nè, vân vân, đúng không? Rồi thêm vào đây thì đấy là bơm khí này, bơm thuốc cản quang này. Sau nó lên tới một mức độ tầm cao hơn là cơm chiên dưa chao, ví dụ vậy đó. Không còn cơm bình thường nữa, là cơm chiên dưa chao. Chưa, sẵn đó được thêm gì? Mò lá, cành và lên rồi. Nhưng bản chất của nó, một thứ đó là gạo. Còn cái thằng em ra bản chất của nó không là đạo rồi đó, mà bản chất nó là gì? Cái gì? Nguyên lý của nó là gì? Bước sau. Sau, tôi về bài là cái lúc cái slide mọi thứ
1 triệu, 1 tỷ, 1 trăm thì nó sẽ không làm được.
em chưa biết em chưa dùng bên cạnh có em đầu quyền trợ giúp. Chưa đủ. Cái này thì biết này, khi em nói rồi là được rồi. Nào em nói vàng. Bây giờ cái đầu tiên là em bỏ câu chen. Bây giờ thầy chỉ biết chủ động. Bây giờ diễn cách chủ động. Ngồi vẽ. Sao em? Tiếp đi rồi bên cạnh. Ai có thể trả lời được, ai có thể trả lời được chứ? Trong quá trình trả lời ai có thể trả lời được thì có thể cứ để vô tay lên cứu một người. Em có trả lời được không? Không được thì nghĩ người bên cạnh. Ở đây một cái bóng nữa, tại vì cái là dương.
thì khi âm dương nằm này thì nó có phải hát động nó nằm như này không? Ô trường nằm như này không? Đúng chưa? Đây là một trong những phần nhỏ nó nằm trong cái tế bào của cơ thể mình, được chưa? Nếu giả sử bây giờ tôi cổ cái này thành dương, cái này thành âm, thì cái này nó đã dài không? Đúng không? Và tôi tiếp tục di chuyển. Các anh hiểu cái câu chuyện không ạ? Đây là dương, đây là âm. Đây là âm, đây là dương. Bây giờ tôi chậm xoay quanh cơ thể như này. Thì cái thằng này cũng xoay quanh đúng không ạ? Khi tôi đảo lại cực, đây là cực dương, đây là cực âm. Chậm. Thì cái thằng này nó quay ngược lại đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôi có hai hình ảnh tên một và tên hai. Ý nghĩa của camera là hai pha. Và chính nhờ sự biến đổi đấy, bắt đầu lúc này máy tính mới có vai trò dựng lên mình. Được chưa? Tôi nhìn như thế này chắc chắn tôi không bị núi luôn. Lúc nãy các em nói á, thì các em chỉ nhìn bạn này bằng một con mắt của một người nhìn thấy đây. Em chỉ đứng một cái khía cạnh của con phát kia, phát từ trường, em nhìn thấy được không? Nhưng mà thay vì các bác từ trường câu cái kia, tôi là được yêu cái em như người ta. Xung quanh bạn này, tôi di chuyển cái bạn kia. Có phải tôi quét được không? Các bạn có iPhone, các bạn có phải nó quét, quét khuôn mặt, bạn nó xoay đúng không? Hàng em ra, các bộ như vậy. Hàng CT xong này cũng như vậy, nó quét, nó mới dựng được máy lên. Lúc đầu nó không có quét. Thì nó quét như vậy thì tôi quét, như vậy là kia xin di chuyển của tôi thì quét, như vậy tôi quét đó. Tôi quét đó, đảo cực. Như vậy vừa đảo cực và vừa di chuyển thì thấy được sự biến đổi của động này và như vậy thì dừng lại được toàn bộ cái động, không phải chỉ của bạn và thế hệ lưng thấy tất cả những bộ phận ở phía sau này phía trước đấy là thiên nhiên, nó không phải chỉ dựa vào đường mà làm biến đổi từ đường trong cái biến đổi theo và qua cái nhìn nó sẽ biến đổi theo đấy hoặc là dùng thuật toán. Những cái mà biến đổi đấy là cái thông số đầu vào của máy tính nó dùng như vậy. Được chưa? Thế thì qua đó thì mình sẽ thấy gì? Ưu điểm và nhược điểm của những phương pháp khác nhau. Cái thằng sau này nè, nó sẽ thấy hệ thống lân cơ dây chằng phần mềm tốt hơn thằng CT. Thằng CT chỉ dựa vào gì ạ? Độ hot skill thôi, độ cảm từ thôi. Ai đâu chỉ độ cảm quan thôi. Còn thằng này thì độ cảm gì? Độ cảm từ. Thằng này sau này để ứng dụng sẽ tiêm thuốc cảm từ vào đó thì người ta độ cảm từ khác nhau. Còn thằng kia ta sẽ bơm thuốc cảm quan vào đó thì ta thấy dùng độ hot skill rồi chưa đủ, người ta sẽ bơm thêm thuốc cảm quan vào đó thì ta thấy rõ hơn rồi, ta có quyền rõ hơn rồi. Còn này dùng độ cảm từ chưa đủ thì ta đi bơm thêm thuốc cảm từ vào thì người ta sẽ còn phân biệt rõ hơn rồi. Hiểu chưa? Các em có hiểu không? Ai bao nhiêu phần trăm hiểu cái tên chưa nào? Ai hiểu cái điều tôi giải thích vừa rồi của em ra cái tên chưa nào? Lát đã. Thôi được rồi, tôi nói lại một lần nữa. Tại vì số lượng hiểu có ít lắm. Đây. Làm tôi cũng uống nước. Tôi này không hiểu được. Đây. Sao là xanh đỏ luôn tốt vậy? Ai nghiên cứu đặt cái quyển của thầy Nguyễn Văn Rượu? Thầy Nguyễn Văn Rượu là anh ruột của thầy Nguyễn Văn Quyền. Nguyễn Văn Quyền là một trong những sư đồng hành về giải phóng học Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Văn Trụ là người Việt Nam và làm ở về vũ trụ nổi tiếng trên thế giới và ở Pháp. Ở đây có một vì sao. Ở đây có một vì sao. Tính toán rằng cái bốn vì sao này tồn tại như thế này. Người ta suy ra phải có một vì sao nữa. Dựa vào gì ạ? Lục tỉnh lục tác động giữa các sự vật hiện tượng của Newton. Người ta thấy rằng ông này ông tác động lên lòng lực, ông này ông tác động lên lòng lực,
ông làm tác động qua tác động nào được. Nếu các em nào học coding thì các em hiểu không, tác động mới làm được thì không thể nào tồn tại cái hình này được, tại vì cái các vector lực này nó không công bằng, được chưa? Người ta suy ra ví dụ như bây giờ các em nhìn thấy là cái xe đạp hai bánh xe thì không thể nào đứng vững được, mà cái xe đứng vững thì suy ra là cái trung tâm, tức là phải cái bánh thứ ba. Bốn ngôi sao này không thể tồn tại như này được, tại vì các vector này là vector lực nó không công bằng. Ví như thằng này cũng tác động thế này, thằng này tác động thế này, thì chắc chắn là nó không công bằng thì nó sẽ bị phải bỏ và nó sẽ hình thành một cái hình mới trong cái này. Nhưng cái hình này tồn tại suy ra phải có một công bằng ở chỗ này, công bằng các lực tác động này thì nó hình thành công bằng. Tại sao cái ông này mình chưa nhìn thấy? Tại vì ánh sáng nó quá xa, khi nó chiếu cái mắt mình thì có khi ánh sáng nó bị chết rồi. Người ta dùng cái đó gọi là gì? Người ta tiên đoán rằng ở đó có một ngôi sao, được chưa? Tương tự như vậy cũng cho em ra, người ta nghiên cứu như thế này, cơ thể của chúng mình, tôi ví dụ nói từ nhỏ nhất của mình có phải là một phân tử trong đó không ạ? Và phân tử nhiều nhất trong cơ thể mình đó là nước, ở trong bất cứ tế bào mình cũng có nước, thì nó có hát động và OH trừ. Bình thường nó cái dài này như này hoặc không, bình thường nó là như thế này, H2O nó cái dài như này đâu, được chưa? Đây là bình thường. Bây giờ tôi đưa nó vào một từ trường, bởi chất nằm sau tôi phát tia, đây là một cái bóng, đây là một cái bóng, tôi phát từ trường, từ trường ở đây điện tích âm, từ trường ở đây điện tích dương, thì có phải cái này HO nó nằm ở này, trừ nằm này, H cộng nằm này, đúng không? Khi tôi xoay cái này thì có phải hình ảnh của cái này phân tử nước nó nằm như này không? Được không em? Đúng chưa? Đúng chưa? Khi tôi đổi lại cái này, dương thành cái này âm, thì có phải thằng hát động nó bị chạy tụ xuống như này, và thằng OH trừ nó nằm ở này, được chưa? Tôi có thông tin lúc cộng trừ xoay xung quanh, tôi có thông tin lúc trừ cộng xoay xung quanh, tất cả dữ liệu đấy nạp vào máy tính, cộng thêm xử lý gì độ cản từ nó ra hình nào. Như vậy nguyên lý của nó dựa vào cái gì? Dựa vào sự thay đổi cấu trúc từ trường, nó làm biến đổi cái từ trường của cơ thể, và qua biến đổi từ trường cơ thể người ta dùng lên mình. Còn cái thằng kia là dựa vào gì? Tia ít, tia phóng xạ. Còn cái thằng này dựa vào gì? Từ trường. Bình thường từ trường nghe nó như vậy, nhưng bây giờ bọc tắt xung quanh đây này không thì gì đó mình thấy nó tầm trường cộng trường cộng trường xung quanh đây này thì mình dùng như thế nào, có hiểu chưa? Còn tại sao dựng được hình ảnh này thì nó bằng một thuật toán để xử lý, và thuật toán đó thì khi tốc độ máy tính càng nhiều thì nó làm được một chiều kích thích không gian thì làm, còn mình vẫn không được. Ví dụ này, có một cái đề tài ta nghiên cứu ra sự biến đổi của màu sắc này liên quan tới độ nhạo. Người ta nghiên cứu là vẽ một cái sơ đồ, người ta đo cái độ hồng của cái ngón tay này này, ví dụ huyết áp đi, đúng không? Huyết áp người ta đo, người ta thay đổi tâm thế, áp tăng lên giảm xuống, tăng lên giảm xuống, tăng lên giảm xuống càng ngày, đúng không? Thế người ta đo độ hồng ngón tay thì ta thấy này, độ hồng ngón tay giảm xuống tăng lên, ví dụ như giảm xuống tăng lên, giảm xuống tăng lên. Thế người ta có dùng thuật toán, người ta tính thử mối tương quan giữa hai lần này như thế nào, người ta có tính là cái phương trình f bằng a b c d bình phương gì gì đó, được chưa? Chỉ cần cho một điểm ở cái này vô thì người ta tính là cái điểm này, cho một cái vô ta tính điểm này, tương tự như vậy, chỉ cần cho một cái hình ảnh cản từ này và thay đổi từ trường này, tôi tính đẹp được hình ảnh, có hiểu không? Có vẻ càng lúc càng thấy đúng rống thêm. Tóm lại, em ra là gì? Em ra tức là người ta dựa vào sự bí
trong bản thân cơ thể mình là có từ trường, nhưng người ta dựa vào môi trường bên xung quanh, dùng cái máy đó biến đổi từ trường để làm biến đổi từ trường của cơ thể mình, sau đó gì ạ, dựng hình ảnh lên. Cho nên cái người chụp em ra xong rồi người ta sẽ thấy được rồi, tại vì từ trường biến đổi. Còn người chụp CT thì cái gì ạ, thì tiến cũng càng ngày CT cũng tiến càng gì, càng giảm xuống mức độ đó. Nên nếu các em mà vô thử cho cái nào cái gì được chụp xong làm cái sợ vô ra nghe tiếng nổ bùm bùm tắt bùm bùm cái gì nổ mắt các cái phóng xạ các cái lực đó thay đổi được chưa, nó tạo ra những tiếng nổ. Các cái máy về sau càng hiện tại thì là hai tesla, ba tesla, một cái năm tesla, ba tesla bây giờ có bốn ba tesla thì nó càng giảm thiểu những cái tiếng ồn đấy nó còn đấy. Và gì ạ, tôi sẽ nói cái bóng nó quay thì tròn, nó quay để làm gì ạ, quay để tiết độ từ trường, được chưa? Lúc đầu cực chiêu âm chiêu cao là bên tiết độ đấy, lúc âm lúc chiêu cao thì nó nghe các file khác nhau, như vậy nó có hai file, file tên một và tên hai, tiết độ từ trường thì các tổng trường, còn x quang không có, không có file, x quang nó chỉ có cảnh kia thôi, được chưa? Như vậy các em tôi lại giới thiệu sơ qua về ba cái hay gặp nhất. X-quang là cơ bản nhất rồi. Em ra cái CT, CT scan là ba cái phương tiện điện loạn và rất là áp dụng ở việc trong bệnh lý cơ. Khi mình nắm cả cái điều đó thì mình sẽ ứng dụng trong những trường hợp nào thì chưa biết gì thì làm. Mà thấy có vẻ là vẫn còn mơ màng lắm. Chỗ này thiếu cho bạn xem ạ. CT scanner thiếu chữ NE. Em ra đây rồi. Bây giờ nó siêu âm. Siêu âm dựa vào cái gì? Sóng. Phản hồi sóng. Sóng và phản hồi sóng. Tôi phát một cái tia, một cái sóng nó đi vào trong cơ thể, xong tôi phản hồi các sóng lại vào đầu dò của quỷ, tín hiệu phản chiếu vào trong trong cái máy tính và đi dựng lên hình ảnh. Đấy là siêu âm. Em ra nói rồi, xạ hình. Xạ hình là gì? Người ta cho nó để mình uống một cái chất phóng xạ vào lại. Xong thì tùy theo cái chất liệu đấy nó đi qua mô nào thì người ta đưa một đưa mình vào một cái gì ghi lại hình ảnh phát xạ ra, được chưa? Thì ta ghi lại hình ảnh và PET CT là một trong những hình ảnh dùng phóng xạ kết hợp với CT, tức là gì? Computer tomography dựa vào hình ảnh phóng xạ, cái kia là gì? Dùng tia xạ tiếp chiếu qua, còn đây là chính mình là người phát xạ. Thế thì sao? Sau khi mình xạ hình xong thì người ta tránh gặp em bé, chính gặp phụ nữ có thai, những người mà nhạy cảm với đi xạ, ví dụ tôi nói đi xạ hình về, xạ hình xương, xạ hình thận, xạ hình cái gì đó, tùy theo tôi xạ hình cơ quan nào mà người ta cho uống vào, hay là người ta cho bơm vào, hay là tiêm vào để vào cái mô đó, tới đó mình phát ra đi xạ, ví dụ tôi uống vào thì nước nó đi qua thận, xạ hình thận, nếu tôi tiêm vào động mạch tôi biết cái gì đó động mạch nó chạy tới thận, tôi xạ hình thận, được chưa? Xạ hình xương, tôi biết được cái cấu trúc đấy, nhưng dẫn tới chỗ đấy là tôi thu lại hình ảnh đấy là xạ. Thế sau đó cơ thể mình vẫn tiếp tục phát tia nữa, yếu hơn, được chưa? Cho nên cái người mà xạ hình xong, ở đây là xạ hình xương thì sao ạ? Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em trong 1-2 ngày, tùy theo cái thời gian bán trải của chất đồng nghĩa phóng xạ mình cho uống, được chưa? Đo độ phóng xương, xin lỗi, đo độ phóng xương rầm rộ lên thị trường, đi vô câu các siêu thị cũng đo độ phóng xương rồi quậy. Đo độ phóng xương trong cơ thể chỉ đo ba nơi thôi, một là cổ xương đùi, hai là cột sống thắt lưng, ba là đầu dưới xương quay. Còn tại sao thì phải làm sao? Không có đo ở quốc chân, nhưng trong các siêu thị bán sữa Ellie
chưa, không chính xác. Và một số kỹ thuật khác, ví dụ như cái gì ạ, điện chẩn cơ vân vân. Rồi dễ hết rồi, nói hết rồi, tu điểm nhiều điểm, CT scanner nha các bạn. Đây các bạn, đổ hot fuel đây. Đây các bạn, đây là một hình ảnh x-quang bình thường thì dựa vào phóng xạ thôi, tí thôi. Nhưng mà đây dựa vào CT thì cắt lớp nó ra và dựa vào đổ hot fuel để mà tính ra đây là xương. Xương là cản x-quang nhiều, thì độ tỉ trọng thấp, người ta đặt như là sáng. Dạ, đây 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 là bắt đầu phần mềm đây, còn bên này nhìn thấy không? Cũng cái này qua hình này mình cắt lớp ra thì chỗ này mình đâu có thấy cơ đâu, bên này mình thấy cơ này, cơ này, cơ này, thấy chụp tràn này đó, được chưa? Cái hơn được chưa? CT rồi thấy cái hình ảnh cái gãy mô xương đây, đây cái gãy mô tiền nó nát này, mình nhìn thấy này rõ như này. Mà nếu mình multi scanner tức là nhiều nhát cắt đó thì mình sẽ có một cái series hết tất cả hình ảnh đây. Làm nhìn ra thấy cái này, được chưa? Nhìn thấu bên trong. Nhược điểm của nó là gì ạ? Ví dụ tôi cắt một nhát cắt của tôi là 1 cm, thì 1 mm thì nằm giữa 1-2 nhát cắt đó có khi là tổn thương vùng bỏ sọ. Cho nên nó mới ra đời nhiều nhát cắt. Và tới bây giờ cao cấp nhất là 650 nhát cắt. Và người ta dùng, người ta nói là cái đấy là tầm số ung thư. Tức là sao? Cắt 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 cắt. Còn thì có ui không? Đúng không? Và tôi không quảng cáo, nhưng mà nếu mình trong lòng cuối năm hoặc là lòng năm sau thì người xuống cấp sẽ có 780 nhát cắt. Đó lại là cái máy hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Như vậy càng nhiều nhát cắt thì càng sao? Càng ít bị bỏ sót, nhưng mà sao? Tốn tiền. Thứ hai gì ạ? Nhiễm đi ít nhiều. Đúng không? Thì nhiều người ở miền Tây đi lên xin vô mình trung tâm hòa hảo để chụp một cái 650 cái cắt kiểm tra ung thư không? Đây ạ, đây là x-quang bình thường, các bạn sẽ thấy gãy là, nhưng mà chụp CT ra thì thấy rõ hơn. Siêu âm đây ạ. Và bây giờ ở thế giới người ta đã siêu âm được sụn kia rồi, siêu âm được các cái sụn nữa. Hiện tại Việt Nam mình còn hạn chế vì kỹ năng và các trang bị. Ví dụ người ta siêu âm sụn kia, người ta thấy được tổn thương sụn kia trong giai đoạn tiềm tàng trước khi tổn thương trực tiếp, trước khi nó nát. Siêu âm đó tay siêu âm ở đâu ăn khớp là nó tay siêu âm được, và bây giờ còn phổ biến là siêu âm khớp vai không cố, và tiến tới tay sẽ siêu âm nhiều khớp nữa, khớp háng nhiều khớp nữa. Thấy chưa? Khi có từ trường thì sao ạ? Ví dụ tôi có cái nẹp viết đúng không ạ? Nó đang cắt này tôi thay đổi từ trường đúng không ạ? Cái nẹp tôi cũng bị thay đổi theo đúng không ạ? Có thể nó bong ra. Thấy không? Đó từ trường cái máy điện kim tôi có thể tiêu. Đây. Không nắm vững cái này, cho bệnh nhân đang đặt stent mặt vành luôn cho MRI có thể nhận chết. Nếu cái MRI đó không phải là cái MRI thích hợp dùng cho máy từ trường. MRI thì MRI thế đâu anh, những cái sen thế cũ đó. Thời gian khảo sát lâu thì sao ạ? Thì nó cứ biến độ nó như thế. Được chưa? Hình ảnh x-quang, quên xin hỏi hình ảnh MRI.
Nếu bạn chụp CT cuộc sống là tôi thấy có nhiều chỗ ở một số tỉnh thành, thậm chí một số đơn vị đưa bệnh nhân chụp CT cuộc sống nhưng mà chụp đó nó không bị đi đẹp, lừa CT là cho thấy chụp gì đấy, không ai. Thì nếu mà dí thì bảo là từ đó từ mặt chúng ta không được ghi ra. Nhưng mà sao ạ? Các cơ sở y tế tư nhân vẫn là rồi quảng cáo rồi gì nữa, xe ôm đứng ở các bệnh viện, đang đứng ở các bệnh viện giao thông rồi cho tiền, ví dụ như bệnh nhân xuống cơ gì nè, xong rồi bảo là đi vô khám đi, đừng vô chờ lại, đừng vô thống nhất, đừng vô này, rồi cứ bên cạnh nó nhắc thôi, rồi tới đó, chở tới đó rồi lấy commission, có không? Rồi có một số bác sĩ cũng nổi tiếng, ví dụ bây giờ có một bệnh viện X đi vô gỡ xe cái là cứ gọi khám gì đó, khám gì đó, khám cái gì chặt là mà hắn cứ chặt nhậu nhậu tôi bác sĩ rất chặt tôi quen bác sĩ nói tôi quen tôi à bộ và bác sĩ đấy nhận được cho cái bộ commission là cái người cầm bộ đó các bạn không. Vì cái gì vậy? Phải đọc những số 2. Đây là những số 2, hành trì. Rất nhiều sự vật hiện tượng bây giờ xảy ra xung quanh cái xã hội này, nhưng mà không phải chỉ có ngành y. Cái đạo đức là nền tảng của xã hội bị thay đổi, cho nên là nghề y nó nằm trong một phòng của hoàn cảnh xã hội đấy. Thì làm sao bước đường cái này được không? Đấy, nhiều nhiều em về chúng em để ý sẽ có những cái nơi là chúng đoán nó không bị đi đẹp, sẽ hỏi có cái máy gì cho máy CT, một máy CT sẽ chúng đoán không bị đi đẹp. Cũng như đo gì, đo lộn xương là có chứng. Có nhiều phòng khám tư nhân bây giờ cho công ty sử dụng đi vô đặt cái máy ở đó và bệnh nhân tới đo lộn xương đặt cái chứng lên, đo lộn xương. Đây, tôi nói hết rồi. Được chưa? Thay vì nói từ cái slide thì tôi đã truyền tải cho các bạn những cái gì mà các bạn sẽ vướng mắc khi các bạn đọc. Ghi lại cho bạn. Hồi nãy là máy phát ra tiếng ít, còn bây giờ thì người bệnh phát ra tiếng ít. Được chưa? Để người bệnh đi thì người bệnh thì trở thành nguồn phát ra tiếng di động. Rồi, có bệnh viện rất to, cái máy chụp X-quang chỗ này, thay vì kêu từng người một vô thay áo cho X-quang, bệnh qua, năm người vô một lúc. Thay đồ đi, để nó đỡ mất thời gian mà. Thời gian là bàn bạc. Chụp 100 bệnh nhân thì nhiều tiền hơn chụp 50 bệnh nhân. Được không? Đặt thờ, rồi. Thì á, ê, vô chụp. Rồi, bây giờ vô chụp. Rồi, xong 5 người đi ra. Cái gì thì một người chụp 5 người. Thế đúng không? Tôi đã từng là bệnh nhân. Tôi không nói tôi là bác sĩ. Tôi vô một cơ sở đấy và tôi bị. Và tôi lại tôi hỏi anh chị thông tin của tôi chưa chồng kêu tôi vô làm gì và tôi bảo chung là ngàn không chồng tiền nữa tôi đánh vài là bệnh nhân có không có và ai một trong số chúng ta sau này sẽ biến thành những người như thế vì sao vì áp lực công việc quá. Xe buýt sao chạy bằng thế, chạy nhanh, phóng nhanh rồi tẩu thế, thì đi vui rồi, xe buýt chạy về lúc chạy. Đúng giờ, chứ nếu không, còn có lúc đắt chạy thôi, cho nên khi con người không thay đổi mà bản chất, ý thức rồi thì có luật pháp bằng trời. Thấy chưa? Có vị không? Một bệnh viện cực lớn, lớn nhất gì trong nước Việt Nam. Đúng chưa? Ví dụ như này,
bệnh nhân này chụp xong thì nó dặn dò bệnh nhân em chị anh cô chú bác về đừng có tập cường tập cơ bầu, gỡ mình trong một phòng uống thật nhiều nước để cho nó thải các phóng xạ ra sau đó mình tiếp xúc một phòng qua để chích đâu nôi ra ngoài áo kéo lên quần kéo xuống nè biết làm gì không siêu âm bụng ấy. Thế là cái cô mà chở bụng ra từ siêu âm ấy thấy thì nói chị ơi chị kéo áo lên chị kéo bụng xuống rồi xong rồi chị mở bụng ra rồi còn mở bụng bụng ấy thì bác sĩ siêu âm xong rồi đưa cái tờ giấy đến đâu cái gì là không xem áo kéo lên quần kéo xuống giấy lên lo thì ra quen rồi. Tức là bây giờ các em nghe là các em bình thường cái ngày nào mình cũng làm như thế sắp tự với tình cảnh mình có quen với chồng mình biết rồi và mình tham nó tầm một cái rồi và mình cho rằng bình thường nguyên tắc nguyên lý chợ cá như các bạn ở trong chợ cá ngày thứ nhất thì mặt cái nó tăng ngày thứ hai cái nó tăng ở trong em một ngày nó tăng rồi mình ứng xử như vậy ngày nay thì mình nói bớt điện từ mai bớt điện từ dần dần mình bớt đi lúc nào nhiều người được cái áp cái lên cùng kia xuống giấy góc bây giờ các em chưa đi lâm sàng các em còn hơn lâm thép các em đi lâm sàng đi đây các bạn thế còn tại sao những chỗ này thì nó nhiều đậm độ phóng xạ chỗ này ít đậm độ phóng xạ chỗ nhiều như thế nào thế nào là bất thường nó sâu hơn đây máy mà đo độ khoáng xương thì tốt nhất chuẩn nhất vẫn là máy đo bằng tiết và đo cầu thấp là máy hiện tại có một phương pháp đây là đề sang thế giới này là chỉ là một cái phương pháp nhất một cái phương pháp về phương pháp về độ xương tốt nhất đấy úc người ta nghiên cứu chúng ta chuẩn bị xét nghiệm trên cái men trong cơ thể và định vị thì nó hơn tại vì cái này là sai số nhiều lắm nha. Tại sao nó sai số như thế nào thì khi các em đi lâm sàng em sẽ biết được. Được chưa? Bây giờ giải phẫu x quang xương thiếu chân bạch rồi. Cái này đã sắp cho hết rồi. Sắp cho hết rồi. Khi x quang em sẽ thấy gì? Màng xương, vỏ xương gì đó, thận xương, tủy xương, các cái hành xương và các cái đầu xương chưa cốt hóa rất dễ trầm lẫn gỗ gãy, rồi xương trẻ em của trước chúng ta nói rồi, ở xương đùi, so sánh đôi nhiêu. Đây, nhìn đây, ô gãy xương rồi, được chưa? Nhìn thấy này. Hiện nay đã có gãy rồi, rất nhiều bác sĩ, cực kỳ nhiều bác sĩ chuẩn đoán là gãy xương. Vì không học cái bài này, không học giải phẫu x quang của xương trẻ em. Sách đó hết rồi, tôi xin phép uống hớp nước anh. Làm ơn học thuộc lòng sau đó vì sao phải chụp ít nhất hai bệnh viện hôm đó với nhau anh nghe gọi là this one we do vì sao phải chụp tới hết hai đầu cho đầu dưới của xương vì sao rồi sau đó mình lý giải thì hiểu còn không học hôm nay thế thôi một năm nữa thì chưa đi bệnh viện thôi biểu ghi đi hết chồng cái xoa không biết đúng hay là bây giờ đưa các em vô là các em chụp thiếu tên tuổi giới ngày tháng chụp ghi rõ chụp bên phải hay bên trái đừng có ghi trái thành phải thành trái nhiều lắm em này buồn ngủ lắm rồi giết mắt lắm rồi về thức khuya đọc sách
với ai thức khuya đọc sách trong đây ngủ. Ôi, cháu con nhà tôi nó thông minh lắm, cháu rất thông minh và giỏi, nhưng mà đi vô thiên còn cháu ngủ, nó mệt, nó ngủ, nó kết quả đi không tốt. Hôm nay cha đọc tôi đi buổi sáng quá, tốt, học giỏi rồi nó thành quả. Tu sư thì lớp bạn cũng giỏi gì giỏi, giỏi là cái đạo tu sư thì lớp lên lớp xuống lớp bạn, rồi tu sư không? Nhầm tu bạn rồi chứ. Tu sư quê đâu em? Không biết hả? Em có biết tu sư quê đâu không? Tu sư với tế sư khác nhau không em? Khác nhau. Chúc mừng em cái một bát bánh nữa. Tú sư với tế sư là đặt tên này xong khi ông đậu đổi cho tên đổi thành tú đổi thành tế tế đổi thành tú còn rớt nói thôi cái này đùa cho cái phải tỉnh ngủ thôi cái này là phải nhớ nha đây tại vì thế này tôi nói ví dụ như một bệnh nhân mà người ta có thể cổ xương đùi nghĩ xương đùi những em chồng cho nhìn thấy thì xương đùi còn to mỏi xong cổ xương đùi hết nhớ thuộc lòng đậm độ cảm quan cấu trúc xương hình thái xương làm cái gì những giải bộ nó thuộc về kinh nghiệm bất thường giảm đậm độ tăng đậm độ bình thường lõm xương tại sao cái này lõm xương giảm đậm độ nghe rất hay độ gì độ cảnh quan sao biết giảm tôi bảo bên này là bình thường bên này là dương xương tôi cãi lại đúng không để các bạn nhìn bên đây này bên này là loãng xương bên này là bình thường bây giờ tôi không phải tôi ưng tôi cãi tôi là bệnh nhân tôi cãi bác sĩ tôi bảo cái này là nhiều xương cái này là xương bình thường à những bác sĩ siêu nhân tương lai bác bảo tôi đi à à bây giờ tôi thích tôi cãi ngược lại ai có bằng chứng gì đặc luận gì để bác bảo tôi à về thông thái đọc rất nhiều sách đâu rồi thử xem nhìn vô đây ai cũng biết rằng cái này lõm xương cái này xương bình thường tôi không đồng ý tôi cương quyết phản đối cái hình thì cái xương thì sao hai cái xương giống nhau nó sẽ có cùng cái độ mà tương phản như này gặp trên tim thì ở cái xương bình thường thì những cái xương nó phải có cùng cái độ tương phản nhưng thế thì lõm xương toàn thân nó cũng được độ tương phản dạ, đúng không xương khác là xương nào chứ hai hình này nè ai tôi muốn đưa ra làm nói tao cái này bình thường cái này lõm xương mà cái này lõm xương cái này đậm độ giảm vì sao lõm xương giảm đậm độ ở đậm độ gì tôi đậm độ nó nói sao bây giờ tôi ăn không tôi đổi lại cái này là dương xương cái này là uống nhiều canxi quá ăn nhiều tôm cua quá cho nên lúc này xương rất là nhiều cứng xương còn bình năm nay là xương bình giữa hai cái thế nào là bình thường thế nào là bất thường chết nghe rồi số tiếp tục về suy nghĩ để bên này nó khí thế đó bên này nó lõm xương giảm đậm độ được khí thế lắm tôi bảo cái này không có giảm được đậm độ cái này là đậm độ bình thường cái này là tăng đậm độ nè vô trường là không thương xương đấy
À, khí thế lắm. Đẩy tới đó khí thế. Lấy cái gì làm chủ các bạn? Chết chưa? Đấy. Làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cái mũi tôi xấu quá. Làm lại cái mũi này. Bác sĩ bảo đẹp, bệnh nhân bảo kêu mũi là mũi xấu, bạn tôi bảo xấu, cãi nhau, kiện. Lấy gì mà đẹp? Chủng gì? Suy nghĩ nha. Nói chừng thì tôi hỏi đấy. Giảm đậm độ khu trú trong u mạch xương. Này giảm đậm độ lan tỏa trong một cái lõm xương do bất đậm. Hoặc là một bệnh lý một cái bất đậm lâu ngày. Nó như thế này các bạn. Bây giờ tôi bị sợ rồi. Bây giờ hết ủng hộ theo rồi. À, sao biết là giảm đậm độ? Nghe nó bảo là xương bình thường. Không phải năm chiều rồi. Không phải năm chiều rồi. Tăng đậm độ khu trú của xương. Đây là gan xương. Mấy quá trình luyện xương vừa tập chưa? Dạ chưa. Tăng đậm độ lan tỏa trong xương của nó đang sớm của chị em. Thấy chưa? Tăng đậm độ khu trú trong ung thư di căn. Tăng đậm độ trong ung thư di căn. Rồi. Bất thường về cấu trúc trong ủy xương, tạo xương và hỗn hợp ủy và tạo. Ủy xương là gì? Về đọc. Đây. 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 Đèn không hắt bóng. Đèn không hắt bóng là gì? Ông bác sĩ ông bị bệnh này đây, bữa trước tôi nói đấy. Nhìn rất hấp dẫn đẹp. U tế bào khổng lồ. Đây là u tế bào khổng lồ. U tế bào khổng lồ. Tại sao gọi u tế bào khổng lồ? Về đặc sắc. Nhìn thì thấy hay, thấy đẹp, sinh động như quân ngay. Ủy xương. Đó, các dạng ủy xương. U xương sụn ở đâu đây? Chỗ nào u xương sụn đó? Ai chỉ được? Chỉ được không? Mời em. Đó, u xương sụn chỗ nào? Bấm nút nào chưa biết xử lý nữa chứ. Đấy, bấm nút đây, bấm nút này, bấm nút này. Đây. Đâu, 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 bấm trái bấm này. Đó. À. Đây. Chỗ này là u xương sụn. Gặp rất nhiều với nhau triệu chứng đau nhạc em. Chẳng thấy em không? Khi nào mà cản trở như thì nó là u giãn lạc. Rất ít chuyển sản ra các tinh. À, gãy xương xoét đây. Can xương đây. Can này là can gì? Can lợp. Thế nào là can lợp? Học rồi. Đây. Đây. Nhớ chưa? Nhớ mà tôi nói chưa? Chỗ thầy, thầy Trần Lộc Ân nói chưa? Chứ kể rồi đúng không? Kể rồi đúng nhờ, có phải không? Ủa tôi kể lớp này chưa nhờ? Chưa ạ? Vậy nhiều lớp quá thôi, xin lỗi. Năm đấy tôi sinh viên năm thứ 2, lần đầu tiên đi bệnh viện. Đi vô khoa C7 gặp mai, chúng ta khoa cơ sinh khớp. Giáo sư Trần Ngọc Ông, lúc đó là trưởng khoa, lúc đó là phó giáo sư Trần Ngọc Ông. Trưởng khoa xương khớp C7, đi bồ, đó là thầy đi. Dương viên cho thầy coi. Thế dương của phim X-Y, thầy bảo. Bệnh nhân này các em coi nghe cái phổi đi, nếu chưa có cái chụp đi coi chừng bệnh nhân bị ung thư phổi.
là chúng tôi đi trong cái phim thấy đúng một đứa khổ siêu mạnh sao lại biết à, nhìn cái phản ứng mạng xương kề nữa đấy là một trong những